Thưa quý vị và các bạn, công tác tiêm chủng vaccine vẫn đang là một trong những công tác nóng không chỉ tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Hãng tin AFP đưa tin Liên minh châu Âu sẽ khởi động đàm phán với Washington vào ngày 8 tháng 3 nhằm đảm bảo nguồn cung nguyên liệu từ Mỹ để sản xuất vaccine ngừa COVID-19, mặt hàng hiện đang được thắt chặt hạn chế đối với công tác xuất khẩu. Theo AFP, Ủy viên Thị trường Nội khối Thierry Breton, quan chức phụ trách công tác sản xuất vaccine của EU sẽ thảo luận với Điều phối viên Nhà Trắng về COVID-19 Jeffrey Sheehan. EU và Mỹ muốn hợp tác, phối hợp nhằm tránh tạo ra sự đình trệ cho các nhà sản xuất vaccine tại châu Âu. Ủy ban châu Âu EC đang có kế hoạch gia hạn cơ chế minh bạch và kiểm soát xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19 sau khi cơ chế này chính thức kết thúc vào ngày 31 tháng 3 tới. Thời gian gia hạn kéo dài tới cuối tháng 6 và có thể sẽ gây ra những phản ứng trái chiều giữa các nước trong và ngoài Liên minh châu Âu-EU. Thông tin trên được công bố sau khi Italia hồi tuần trước đã từ chối cấp phép xuất khẩu 250.000 liều vaccine của AstraZeneca sang Australia thông qua cơ chế này.